Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con các anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Hải Phòng, Khả Năng Ô Tô. Số điện thoại 0326062759. Hôm nay em Khả Năng sẽ lên thông báo giá cho mọi người một mẫu xe Nissan Sunny thương hiệu của Nhật, sản xuất tại Việt Nam. Đời 2013, tư nhân chính chủ biển Quảng Trị các bác nhé, Quảng Bình, Quảng Trị nhỉ. Xin lỗi là không nhớ được, cứ bị nhầm Quảng Bình hay Quảng Trị thôi. Không biết là 73 hay 74, mình như 74 là Quảng Trị. Thế nhân nào người của mình còn chị có thể vào đây bình luận một câu cho nó vui nhỉ. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả Năng Ô Tô. Xin kính chúc tất cả quý bà con các anh chị cùng toàn thể mọi người may mắn, mạnh khỏe, thành công và kiếm thật nhiều tiền. Cuối năm đến nơi rồi, còn 150 ngày nữa là Tết rồi. Các bác nào mà chưa có xe đi lại thì hãy alo sớm để mua xe sớm nhé. Đợt này thì xe nó giá cao đấy. Các bác nào muốn quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em Khả Năng qua số điện thoại 0326062759. Sang nhượng, đổi cát các thứ là bên em có làm hết các bác nhé. Anh em nào cứ an tâm, bảo hành cho bà con là không đâm đụng ngập nước. Tất nhiên là tai nạn nặng ngập nước, còn va quẹt nhẹ thì báo khách hàng. Đấy là cái tiêu chí bán hàng của bên em. Còn không làm xe ngập nước các bác nhé. Xe ngập nước thì giá nó rẻ hơn xe không ngập nước rất nhiều tiền. Nên là có những nơi người ta bán giá rất là rẻ. Anh em đừng có tham rẻ, đến xem xe rồi đôi khi mất công. Có những mẫu Sunny như này đã từng qua dịch vụ thì cũng báo thẳng với bà con các bác anh chị luôn. Nhưng mà có lời người ta đời 2013 như này, người ta chỉ bán 170, 180 thôi. Nhưng nó là cái xe nó, thứ nhất là sơn nó xấu, thứ hai là nó bị đâm va một tí. Anh em đến xem rẻ thì anh em thấy nó hợp lý thì anh em mua, còn không thì anh em đến cửa hàng nhà em. Với cửa tiền hơn 200 một chút thì em bán 201 đây. Bao rút hồ sơ hỗ trợ cho bà con tiền đi lại một chút rồi bao, còn lọc lá cho bà con nữa. Anh em nào muốn đến xem xe, nhà em hiện tại đang còn duy nhất một chiếc xe Sunny màu bạc thôi. Đợt này Sunny rất là hot vì độ bền của nó ấy. Với lại mọi người dân đi quen rồi, dạo này đi Sunny quen rồi, thấy Sunny nó rất ổn và ngon, có khi ngon hơn cả Vios cơ. Máy đời 2013 mà máy vẫn còn zin các bác biết không. Con này nó còn rộng hơn cả Vios, không hề đẹp. Máy động cơ 1.5 thương hiệu của Nissan của Nhật chứ không phải là xe tàu đâu. Đây còn mà giá lại rẻ hơn cái dòng xe Vios, nó đến ví dụ con này là 2013 Vios phải là 250, con này có 200. Hơn 200 tí là bán các bác. Đấy như vậy thì có phải là nó rẻ hơn cả 50 triệu đồng không? Đấy, còn tùy xe nữa. Có những chiếc thì 2013 còn bán 2.7 cơ. Anh em có thể so sánh mà xem. Nên là con xe này nó rẻ hơn cả 5-60 triệu đồng so với chiếc xe Vios. Mà nó cũng như vậy thôi, cũng như được trang bị hai túi khí phanh ABS na đăng đúc này đầy đủ hết rồi các bạn. Về không phải làm gì nữa. Cùng với nước sơn màu bạc sạch sẽ đẹp đẽ. Biển thì ở miền Trung, nhưng bên em có hỗ trợ rút hồ sơ tất cả các biển, các vùng miền các bác nhé. Bên em bán ra này có hỗ trợ giúp khách hàng, nên mọi người cứ an tâm. Đăng kiểm tháng mấy, tháng 6 năm 2023 cơ, dài miên man. Xe thì mang nước sơn màu bạc, bên ngoài thì sạch sẽ, có option như là ốp gương, tay nắm cửa, hõm cửa đẹp trên kính về mưa, cùng với na đăng đúc, cùng với cái ốp đèn trước, ốp đèn sau, ốp hết rồi. Nhìn xe nó khỏe khoắn, sạch sẽ, đẹp đẽ. Không đâm đụng va chạm gì, thấy đôi đèn pha vẫn còn zin đấy anh em, thấy đôi đèn pha vẫn còn zin. Bên này thì anh em người ta đang đổ bê tông, trộn bê tông nên là nó hơi ồn một chút. Đây các bác nhìn này. Về xe thì em nhìn thấy tổng thanh thì nó rất là đẹp, mượt, không hề có dấu hiệu gì. Tôi đèn pha cái độ sáng, độ mờ bằng nhau thì chứng tỏ đèn pha vẫn còn zin theo xe. Tí em sẽ mở ra cho bà con nhìn kỹ hơn. Đấy thì về sơn xi thì không phải làm gì nữa rồi, thì các bác về chỉ việc đổ xăng thôi. Mà xăng thì dòng này 1.5 nhưng mà nó chỉ tiêu hao tầm khoảng 6 lít quay đầu trên 100 km các bác nhé. Đường hỗn hợp, còn nếu anh em đi đường trường thì nó chỉ 5 lít rưỡi thôi. Nó bằng vài ớt thôi. 6 lít đi, cứ cho 6 lít đi. Còn lại nếu anh em đi trong phố tầm 8 lít các bác nhé. Phố thì Vios cũng phải 7-8 lít chứ đừng có nói là dòng này. Nissan Sunny nó rộng rãi hơn, nó đẹp hơn, em thấy nó đẹp hơn cái form cũ của cái dòng Vios. Đấy, nếu mà đời 2013 thì anh em chỉ mua được Vios form cũ thôi. Mà giá tiền này thì anh em lại không thể mua được Vios form mới được. Kể cả bản điêu, bản thiếu ở bên form mới không mua được. Nên là anh em có thể lựa chọn chiếc xe này nó thay vì một chiếc Vios đời 2012-13. Với giá tiền hợp lý như này anh em chỉ mua được 209 Vios 209 bản E thôi. Tội gì mình không lấy Vios 2013, Nissan 2013 đi. Quá ngon luôn, quá đẹp luôn với giá tiền luôn. Ghế da mới nhá. Xe này thì chắc chắn là đã qua dịch vụ rồi. Thì em cũng không nói dối khách hàng, đấy là tiêu chí của Khả Năng rồi. Anh em nhìn thấy không? Trần nỉ sạch sẽ này, ghế da đẹp luôn, vô lăng đẹp, có tích hợp hai túi khí, củ số rồi. Máy gầm chắc chắn thôi, chung là keo chỉ tương đối là zin, đẹp. Kiểm tra cho bà chỗ nào không zin báo luôn cho bà con nhé. Đây là keo chỉ này, cánh này cũng zin này. Đấy, có làm lại sơn rồi nhé, có làm lại sơn rồi chứ không phải không đâu. Làm lại sơn rồi mà. Xe đã qua dịch vụ thì nó xước sát thì nó chuyện tránh được, không tránh được. Còn lại này sơn xi thì phải làm cho nó đẹp, nó bóng bẩy nên thì bà con đến xem mới mua mới thích được. Chứ mà bỏ sơn chưa làm lại thì là vô lý nhé. Đây. Cánh này cũng zin nhé các bác nhé, như vậy là ba cánh đã zin rồi. Zin đẹp rồi. Nội thất bên trong anh em nhìn thấy sơn cái màu màu lâu này nhìn khá là nổi bật nhé.
nổi bật luôn, đẹp luôn ấy. Nhìn trông nó rất là bật tông luôn. Bật tông nên nhìn nó khá là tươi xe. Đấy. Mà hơn 200 triệu thì con xe này là nó xứng đáng đấy. Đợt này ngày trước thì bọn em chỉ bán 190-200 thôi. Đợt này giá xe nó lên cao quá các bạn, lên cao lắm. Anh em nào đi mua xe thử biết ngay ở đâu người ta cũng lên, chứ không phải một chỗ hay hai chỗ lên đâu. Mà các bác nhân dân bán xe ra cũng bán cao lên chứ không phải bán rẻ. Nên chính vì không mua được rẻ nên bọn em phải bán cao đấy. Nếu không thì bọn em phải muốn bán rẻ. Những con xe như này em chỉ muốn bán 100 triệu thôi. À, xe đẹp hơn chỉ bán 150-200 thôi thì các bác ai cũng có thể mua được đúng không? Lúc đấy thì bọn em bán được nhiều hơn, số lượng nhiều hơn nên nhớ như vậy. Chứ không phải bọn em mong muốn bán cao để kiếm thật nhiều lời đâu. Thì cũng đi làm ăn thì phải có lời thôi, nhưng mà kiếm làm sao nó hợp lý. Ví dụ như kiếm con xe như này phải được 10, 12 triệu, 15 triệu chứ. Nếu mà không được thì vô lý lắm. Thứ nhất là nó nói dối, thứ hai là bố láo, làm gì có chuyện buôn xe không lãi. Buôn thì phải lãi chứ, nhưng con buôn xe này khổ lắm mà lãi ít hơn nhiều so với những dòng buôn khác các bạn. Nhiều anh em đi buôn cá ngày còn được đôi ba triệu đấy. Bọn em buôn xe thì trông sạch sẽ hơn một tí thôi, nhưng mà cũng làm vất vả mà, cũng đi mua xe rồi dọn xe dọn dẹp sạch sẽ rồi đầu tư mấy trăm triệu vất vào đấy rồi mới được có, tức là nghĩ là cái vốn nó to mà lãi thì không được nhiều. Ngày xưa là em nghe những câu chuyện mà anh em ngày xưa thợ xe cũ 10-15 năm ấy, người ta làm ấy là chúng nó lãi toàn 5-70 một xe thôi đấy. Toàn anh các anh nó toàn lãi 5-70 một xe hết các bạn, thực sự luôn. Ngày xưa người ta hay lừa bán bản đủ bản thiếu, còn con dòng Vios kìa, cái dòng Vios Nimo lân kịch đấy, ngày xưa toàn bán là bản e thôi. Đấy, nhiều anh em mua bị lừa hàng đất 70-80 triệu mà lãi to lắm, về dọn mù mắt luôn, nó làm câu cả đèn túi khí luôn các bạn. Nên là anh em làm sao biết được, con này thì túi khí xịn của nó đang báo này, đang chớp chớp này đấy, về xóa lỗi xóa đi phát là hết. Anh em nhìn thấy không, điều hòa đây, điều hòa thì dòng này điều hòa thì nó là được sử dụng điều hòa động cơ 1.5 nên là máy nó cũng khỏe, nên là làm mát rất là tốt nhé, làm mát tốt mà sạch sẽ. Nội thất từ trong máy gầm là ngon hành cành đào rồi, cùng với củ số đây đấy, vô lăng đây, vô lăng có độ bòn nhất định nhá. Cái này anh em thích đẹp thì anh em khâu ra, không thì anh em phải chấp nhận thôi. Vì cái vô lăng này nó chất lượng ở chỗ này, khu vực này nó chỉ là bằng một cái loại hợp chất dạng như là bông ấy, mới cho trộn với cái gì đó hơi cứng thôi, nó không được cứng như bên trên này thì nó đẹp hơn. Nhờ con xe i10 nó rất là cứng nhá, còn đâu nó mòn được. Nhưng dòng này nó chỉ hơi tí nó mòn thôi, nó đi thì nó tầm 16 vạn này thì chắc là có thể hơn đấy, nhưng mà cũng chẳng sao đâu. Với cửa tiền mà chúng ta đang hướng tới thì em nghĩ là nó cũng chẳng quan trọng lắm. Với cái tiền cửa tiền 200 đó. Xem máy này, đây máy em bảo máy ngon đây anh em, máy đúng ngon như sự thật hay không thì chúng ta cũng kiểm tra luôn. May quá con xe kia nó đang ở xa thì nghe tiếng máy nó mới chuẩn được. Đây em cho các bác xem máy nhé. Máy zin từ mặt máy này, anh em nhìn này, máy zin này, mặt máy vẫn còn zin này đấy. Máy nổ rất là êm, không một tiếng rung động nào luôn. Biết ngay mà đem bảo rồi. Thế đôi đèn pha còn nguyên zin theo xe, không hề đâm va gì. Đấy. Nhưng mà cái chân đèn này nó rất là xa nhau và con nào cũng gãy. Con cái đèn của con Innova, à con Sunny này, con nào cũng gãy chân đèn bên này nhá. Con nào cũng gãy luôn, không con nào không gãy cả. À, máy nổ rất là êm. Với mức giá 212 triệu khả năng còn bớt bao rút hồ sơ. Lộc ná cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm đến mẫu xe này. Đời 2013 và máy còn zin nhá các bác nhá. Keo chỉ zin này, không đâm đụng ba chạm gì. Nói chung là xước sát ba quẹt nhẹ thì mình không tính được. Còn lại là những cái lỗi lớn thì bên em có bảo hành cam kết bằng văn bản cho bà con các anh chị luôn. Các bạn nào quan tâm đến mẫu xe Nissan Sunny mà giá chỉ bằng Vios đời 2013 mà giá chỉ bằng Vios 2009 thôi thì hãy alo trực tiếp cho em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn và hẹn mọi người trong những clip tiếp theo của em Đăng. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.